học sinh lớp 12. Hôm nay, thầy hướng dẫn các em vận dụng các kiến thức đã học ở 4 vấn đề đầu là kích thước cấu tạo, ký hiệu, đồng vị, khối lượng, năng lượng, tính bền vững của hạt nhân, phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn, phóng xạ, để giải bài tập hạt nhân nguyên tử trong vấn đề nan của chuyên đề hạt nhân nguyên tử. 1. Các công thức cần ghi nhớ. 2. Bài tập tự luận. 3. Trắc nghiệm khách quan. Về các công thức cần ghi nhớ, các em cần nắm các công thức sau đây. 1. Công thức năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng. 2. Công thức về hệ thức Einstein giữa năng lượng và khối lượng. 3. Phản ứng hạt nhân và năng lượng phản ứng hạt nhân. 4. Công thức về phóng xạ. Bây giờ ta đi vào nội dung từng công thức. 1. Năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng. Năng lượng liên kết của hạt nhân X bằng delta M nhân C bình. Trong đó delta M là độ hụt khối của hạt nhân, C là tốc độ ánh sáng trong nhân không. Delta M bằng Z M phi cộng A trừ Z M N trừ M X. Nó bằng tổng khối lượng của các nucleon trừ cho khối lượng hạt nhân X. Như vậy năng lượng liên kết này nó tỏa ra khi liên kết các nucleon lại với nhau thành hạt nhân X. Đồng thời nó cũng bằng năng lượng cần thiết để phá vỡ hạt nhân X. Đồng thời nó cũng bằng năng lượng cần phá vỡ hạt nhân X này thành các nucleon đứng riêng lẻ. Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho tính bền vững của hạt nhân được tính cho một nucleon. Nó bằng năng lượng liên kết chia số khối. Hạt nhân mà có năng lượng liên kết riêng còn lớn thì nó còn bền vững. Công thức về hệ thức Einstein giữa năng lượng và khối lượng. Một vật khi đứng yên có khối lượng M0, khi chuyển động với tốc độ là V thì khối lượng của nó là M bằng M0 chia K mặt khe của 1 trừ V bình trên C bình luôn luôn lớn hơn M0 vì ở đây V luôn nhỏ hơn C. Ứng với mỗi khối lượng thì nó sẽ có một năng lượng. Ở đây M là khối lượng của vật khi chuyển động cho nên nó có năng lượng toàn phần A bằng MC bình. M0 là khối lượng của vật khi đứng yên, người ta gọi là khối lượng nghỉ. Và nó có năng lượng là A0 bằng M0 nhân C bình. Khi đó động năng của vật là VD bằng A trừ A0 bằng M trừ M0 nhân C bình. Ta thế M bằng M0 chia K mặt khe của 1 trừ V bình trên C bình thì ta được A0 thừa số cho 1 trên K mặt khe của 1 trừ V bình trên C bình trừ 1. Từ công thức A bằng M nhân C bình, ta suy ra M bằng A chia C bình. Cho nên khối lượng có thể đo bằng đơn vị ohm hoặc là A trong vôn trên C bình hoặc là mega trong vôn trên C bình. Đây xong phần tiếp theo là phản ứng hạt nhân và năng lượng phản ứng hạt nhân. Phản ứng hạt nhân là có hai loại, một là phản ứng hạt nhân kích thích, hai là phản ứng hạt nhân tự phát. Ở đây phản ứng hạt nhân kích thích là do hạt nhân A tương tác với hạt nhân B tạo thành hạt nhân X và hạt nhân Y. Phản ứng hạt nhân tự phát là những hạt nhân không bền tự động phóng ra những bức xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. Hạt nhân phóng xạ người ta gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân tạo thành gọi là hạt nhân con hay là hạt nhân sản phẩm. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. Thứ nhất là định luật bổ toàn số nucleon hay là số khối. A1 cộng A2 bằng A3 cộng A4. Có nghĩa là tổng số nucleon của hạt trước tương tác bằng tổng số nucleon của hạt sau tương tác. Định luật bổ toàn điện tích. Z1 cộng Z2 bằng Z3 cộng Z4. Có nghĩa là tổng điện tích của các hạt trước tương tác bằng tổng điện tích của các hạt sau tương tác. Định luật bổ toàn động lượng. Vector động lượng phê A cộng vector động lượng phê B bằng vector động lượng phê X cộng vector động lượng phê A. Ở đây có nghĩa là vector tổng động lượng của các hạt trước tương tác bằng vector tổng động lượng của hạt sau tương tác. Định luật bổ toàn năng lượng toàn phần. Năng lượng toàn phần thì gồm có năng lượng nghỉ và động năng của nó. Trước thì năng lượng toàn phần là bằng tổng năng lượng nghỉ của các hạt trước tương tác MA cộng MB nhân C bình cộng động năng của hạt A cộng động năng hạt B bằng tổng năng lượng nghỉ của hạt tạo thành lại MX cộng MY nhân C bình cộng động năng của X cộng động năng của hạt
Ê, ta xong phần C. Năng lượng phản ứng hạt nhân. Thì năng lượng trong phản ứng hạt nhân bằng tổng khối lượng của các hạt trước tương tác trừ cho tổng khối lượng hạt sau tương tác nhân C bình, hoặc nó bằng tổng động năng của các hạt sau tương tác trừ cho tổng động năng của hạt trước tương tác, có nghĩa là MA cộng MB trừ cho tổng MX cộng MY nhân C bình bằng động năng của hạt X cộng động năng hạt Y trừ động năng hạt O và động năng hạt B. Một phản ứng hạt nhân có thể thu năng lượng hoặc tỏa năng lượng. Như vậy để biết được thu năng lượng hay tỏa năng lượng, ta xét MA cộng MB mà lớn hơn MX cộng MY thì phản ứng này sẽ tỏa năng lượng. Hoặc ta lấy tổng khối lượng trước trừ tổng khối lượng sau nhân C bình mà lớn hơn không thì phản ứng đó cũng tỏa năng lượng. Hoặc ta có thể lấy tổng động năng của hạt sau phản ứng trừ tổng động năng của hạt trước phản ứng lớn hơn không thì phản ứng đó cũng tỏa năng lượng. Ngược lại, nếu ta xét MA cộng MB nhỏ hơn MX cộng MY thì cái năng lượng này nó sẽ nhỏ hơn không, và phản ứng này là phản ứng thu năng lượng. Chú ý rằng năng lượng phản ứng hạt nhân các em có thể áp dụng công thức sau: tổng năng lượng liên kết của các hạt sau phản ứng trừ tổng năng lượng liên kết của các hạt trước phản ứng. Mà năng lượng liên kết thì bằng độ hụt khối nhân với C bình. Như vậy ta biến đổi ra thì nó sẽ ra delta M X cộng delta MY trừ cho delta MA cộng delta MX tất cả nhân C bình. Hoặc năng lượng liên kết riêng của hạt X nhân số khối hạt X cộng năng lượng liên kết riêng hạt Y nhân số khối hạt Y trừ cho năng lượng liên kết riêng của hạt A nhân số khối hạt A và trừ cho năng lượng liên kết riêng của hạt B nhân số khối hạt B. Ở đây ta có co là động năng, F là động lượng. Những hạt nào mà trước tương tác nó đứng yên thì động năng và động lượng của nó bằng không. Biểu thức liên hệ giữa động lượng và động năng là F bình bằng 2 lần M nhân co. 4. Công thức về phóng xạ. Thì gọi N giá rô, M giá rô là số hạt nhân ban đầu và khối lượng ban đầu của hạt nhân X. Số hạt nhân còn lại sau thời gian T, NT bằng N giá rô, A mũ trừ lambda T, hoặc NT bằng N giá rô, 2 mũ trừ T chia T. Trong đó, lambda là hằng số phóng xạ bằng log 2 chia T. T in này là chu kỳ phóng xạ. Tương tự ta có khối lượng hạt nhân còn lại sau thời gian T, MT bằng M giá rô, A mũ trừ lambda T, hoặc MT bằng M giá rô, 2 mũ trừ T chia T. Số hạt nhân bị phân rã delta N, nó bằng N giá rô trừ NT. Ta thay NT bằng N giá rô A mũ trừ lambda T thì nó sẽ bằng N giá rô thừa số cho 1 trừ A mũ trừ lambda T. Nếu ta thế NT bằng N giá rô 2 mũ trừ T chia T thì nó sẽ bằng N giá rô thừa số cho 1 trừ cho 2 mũ trừ T chia T. Tương tự ta có khối lượng hạt nhân bị phân rã delta M bằng M giá rô trừ MT. Nếu ta thế MT này bằng M giá rô A mũ trừ lambda T thì nó sẽ bằng M giá rô thừa số cho 1 trừ cho A mũ trừ lambda T. Nếu ta thế MT này bằng M giá rô 2 mũ trừ T chia T thì nó sẽ bằng M giá rô thừa số cho 1 trừ cho 2 mũ trừ T chia. Trong phản ứng hạt nhân thì không có định luật bổ toàn khối lượng, có nghĩa là khối lượng của các hạt sinh ra nó chưa chắc bằng khối lượng của hạt nhân tổ thành bị phân rã. Trong phản ứng hạt nhân thì không có định luật bổ toàn khối lượng, cho nên khối lượng của các hạt nhân tổ thành nó chưa chắc bằng khối lượng của hạt nhân bị phân rã. Cho nên khối lượng của hạt nhân tổ thành gọi là hạt nhân cao, gọi là MY, nó sẽ bằng OY chia X nhân delta M. Với OY là số khối của hạt nhân cao, OX là số khối của hạt nhân mạng, delta M là khối lượng hạt nhân bị phân rã như ta xét ở đây. Thì ta thế vào thì nó sẽ bằng OY chia X nhân M0 thừa số cho 1 trừ cho A mũ trừ lambda T, hoặc nó bằng OY chia X nhân M0 thừa số cho 1 trừ cho 2 mũ trừ T chia T. Đó là nội dung có công thức các em cần ghi nhớ. Bây giờ ta vận dụng công thức này để giải những bài tập về hạt nhân nguyên tử. Hai la mã bài tập tự luận. Bài 1. Dùng một hạt proton bám vào hạt nhân natri đứng yên
sinh ra hạt alpha và hạt nhân X. Cho biết khối lượng của từng hạt nhân. M proton bằng 1,0073 U, M của natri bằng 22,9850 U, M của alpha bằng 4,0015 U, MX bằng 19,9869 U và khối lượng của hạt neutron bằng Mn bằng 1,0087 U cho một U xe bình bằng 931,5 MeV. Câu A. Viết phương trình phản ứng hạt nhân. Nêu cấu tạo của hạt nhân X. B. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân X. C. Phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng bao nhiêu joule. Để tiện trong việc tha số nó khỏi bị nhầm lẫn, ta tóm tắt đề bài. Có khối lượng của các hạt nhân. A. Phương trình phản ứng hạt nhân. Như vậy ở đây ta có hạt proton cạn với hạt natri tạo thành hạt alpha và hạt nhân X. Ta biết rằng proton là chính là hydro 11, cho nên O bằng 1 và Z cũng bằng 1. Alpha chính là heli 24, hắn có Z bằng 2 và O bằng 4. Cho nên ta viết phương trình của hắn. Phê 11 cạn cho natri 11,3 tạo thành heli 24 cạn với hạt nhân X, O và Z. Áp dụng định luật bổ toàn số Nouclon và định luật bổ toàn điện tích thì ta có O bằng 20. Áp dụng định luật bổ toàn điện tích 1 cạn với 11 thì bằng 2 cộng Z suy ra Z bằng 10. Như vậy cấu tạo của hạt nhân X là gồm có 10 proton và có 10 neutron. Ta sang câu B. Năng lượng liên kết của hạt nhân X theo công thức ta đã học, năng lượng liên kết là bằng delta M nhân C bình. Delta M là độ hụt khối của hạt nhân X, nó bằng Z M phê cạn O trừ Z M N trừ cho M X nhân C bình. Ta thế lần được khối lượng và số proton của hạt ở trên vòng. Z của nó bằng 10, khối lượng proton là 1,0073. O là bằng 20, Z của nó bằng 10 nhân với là khối lượng của neutron là 1,0087 trừ cho khối lượng của hạt nhân X là 19,9869 nhân cho U xe bình. Trên đề người ta cho U xe bình là bằng 931,5 MeV. Như vậy ta thế số vào thì ta được kết quả 161,2427 MeV. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này thì ở đây ta có được năng lượng liên kết. Như vậy năng lượng liên kết riêng thì bằng năng lượng liên kết chia cho số khối của hạt nhân X. Ta thế số vào. Ở trên là năng lượng liên kết của nó là bằng 161,2427 chia cho số khối của nó là năng lượng liên kết của nó là 161,2427 chia cho số khối của hạt nhân X là 20. Như vậy nó sẽ bằng 8,0621 MeV trên Nouclon. Xong câu C. Phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng bao nhiêu joule. Như vậy ở đây trong cái đề bài người ta cho mình là khối lượng của các hạt nhân. Như vậy ta tính năng lượng trong hạt nhân theo công thức. Lấy tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng là khối lượng proton cộng khối lượng natri trừ cho khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng là heli và hạt nhân X nhân cho C bình. Ta đem ta thế số vào. Khối lượng proton ta đã biết 1,0073. Khối lượng của hạt natri bằng 22,985. Khối lượng của hạt alpha là 4,0015 và khối lượng của hạt nhân X là bằng 19,9869 nhân với U C bình. Ở đây có nghĩa là đơn vị hắn U, còn C bình là ta nhân vào. Như vậy ta thế U C bình là 931,5 thì ta được âm 3,6328 MeV. Đề bài người ta yêu cầu mình tính ra run. Như vậy ta nhân thêm 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 nữa thì nó sẽ bằng âm 5,8125 nhân 10 mũ trừ 13 run, nhỏ không. Như vậy phản ứng này thu năng lượng một lượng là 5,8125 nhân 10 mũ trừ 13 run. Ta đi sang bài tiếp theo, bài số 2. Hạt nhân natri là chất phóng xạ tạo thành hạt magie. Ban đầu natri nguyên chất có khối lượng 72 gồm chu kỳ bắn rõ của natri là 15 giờ. Cho số Avogadro bằng 6,023 nhân 10 mũ 23 trên mol. Hải viết phương trình phóng xạ. Cho biết
hoặc natri phán rõ hoặc gì? Câu B, tìm khối lượng của hoạt nhân bị phân rõ và số hoạt nhân natri bị phân rõ sau thời gian 2 chu kỳ. Câu C, tìm thời gian sau bao lâu khối lượng hoạt nhân magie tổ thành là 63 gram. Như vậy ở đây ta cũng tương tự, ta đi tóm tắt đề bài. Câu A, viết phương trình phóng xạ. Ở đây phương trình phóng xạ là natri phóng xạ ra hoạt nhân X để tổ thành magie. Như vậy ta áp dụng định luật bổ toàn số nu của lâu và định luật bổ toàn điện tích. 24 cộng A bằng 24 suy ra A bằng 0. Áp dụng định luật bổ toàn điện tích. 11 bằng Z cộng 12 suy ra Z bằng âm 1. Như vậy học X chính là beta trừ. Câu B, tìm khối lượng hoạt nhân bị phân rõ và số hoạt nhân bị phân rõ sau 2 chu kỳ. Ta có delta M, khối lượng hoạt nhân bị phân rõ bằng M0 trừ M, mà M là bằng M0 nhân 2 mũ trừ T chia T. Ta thế vào thì đặt thừa trong cho M0, M0 thừa số cho 1 trừ cho 2 mũ trừ T chia T. Ta thế số M0 là bằng 72, T là bằng 2 chu kỳ. Như vậy ta được 54 con. Số hoạt nhân bị phân rõ là delta N, nó sẽ bằng delta M chia A nhân N A. Thì ta thế số delta M là 34 chia cho số khối của hoạt nhân X là 24 nhân với số Avogadro là 6,023 nhân 10^3. Thì ta được 13,552 nhân 10^3 hoạt. Ở đây em có thể áp dụng theo công thức hồi nãy là delta N bằng N0 trừ N. Ta thế N bằng N0 2 mũ trừ T chia T. Thì ta được N0 thừa số cho 1 trừ cho 2 mũ trừ T chia T. Với N0 là số hoạt nhân ban đầu lãng bàn MA nhân NA chia A. Ta thế số vào ta cũng được kết quả tương tự. Ta sang câu C, sau thời gian bao lâu khối lượng hoạt nhân magie tổ thành là 63 gram. Ở đây người ta cho tìm khối lượng hoạt nhân tổ thành. Như vậy ta có khối lượng hoạt nhân cao tổ thành là M magie, nó sẽ bằng A của magie chia cho A của natri, tức là A của hoạt nhân cao chia cho A của nhân mạng nhân cho delta M, mà delta M chính là bằng M0 thì số cho 1 trừ cho 2 mũ trừ T chia T. Ta thế số vào M magie là bằng 63, A của magie là bằng 24, A của natri cũng 24, M0 bằng 72. Như vậy ta suy ra 1 trừ cho 2 mũ trừ T chia T là 7 phần 8. Suy ra 2 mũ trừ T chia T là 1 phần 8. Như vậy ta bấm máy tính thì được T bằng 3 lần chu kỳ. Như vậy thời gian ta nhân vô sẽ bằng 45 giờ. Đây xong bài số 1. Một hoạt nhân X ban đầu đứng yên, phóng xạ alpha và biến đổi thành hoạt nhân Y. Biết hoạt alpha phát ra với tốc độ là V. Lấy khối lượng của hoạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị U. Tìm tốc độ của hoạt nhân Y. Như vậy ta tóm tắt đề bài. Thứ nhất là hoạt nhân X ban đầu đứng yên, cho nên động lượng và động năng của nó đều bằng 0. Hoạt nhân alpha có tốc độ là V. Khối lượng của hoạt nhân này bằng số khối tính bằng đơn vị U. Như vậy ở đây ta viết phương trình là X phóng xạ alpha tổ thành hoạt nhân Y. Theo định luật bổ toàn số nu của lông thì ta có số khối của hoạt nhân Y sẽ là A trừ 4, vì hoạt alpha chính là số khối bằng 4. Áp dụng định luật bổ toàn động lượng. Động lượng vectơ động lượng của hoạt X bằng vectơ động lượng của hoạt alpha cộng vectơ động lượng của hoạt Y bằng vectơ 0. Vì ở đây ban đầu hoạt X đứng yên. Như vậy ta chuyển vế qua, vectơ động lượng của hoạt alpha sẽ bằng trừ vectơ động lượng của hoạt Y. Như vậy hai vectơ này ngược hướng nhau nhưng mà độ lớn nó bằng vậy nha. Mà động lượng ta học rồi thì nó bằng M nhân V. Như vậy động lượng của hoạt alpha là bằng M nhân pha nhân V. Động lượng của hoạt Y là bằng MI nhân VI. Ta suy ra VI bằng M alpha nhân V chia cho MI. MI ở đây bằng số khối là A trừ 4. Như vậy kết quả ta tìm được là 4V trên A trừ 4. Đó là ba bài tập về tự luận các em vận dụng kiến thức các em đã học để giải những bài tập đó. Trắc nghiệm khách quan. Câu 1,
hạt nhân ti tri có a ba nucleon, trong đó có một proton. Như vậy ta kiểm tra đúng chưa? A của hắn bằng 3, như vậy 3 nucleon. Z của nó bằng 1, chính là có 1 proton. Như vậy. Còn là dưới câu B, 3 neutron xa, bởi vì ở đây 3 trừ 1 thì còn 2 neutron mới đúng. Tương tự, câu C cũng có 1 neutron xa, câu D có 1 neutron cũng xa. Cho nên ta chọn đáp án A. À. Câu số 2. Có phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bổ toàn nào? Như nãy thầy có nhắc là trong phản ứng hạt nhân thì có 4 định luật bổ toàn. Không có định luật bổ toàn khối lượng, không có định luật bổ toàn số neutron và không có định luật bổ toàn số proton. Chỉ có định luật bổ toàn số nucleon này, định luật bổ toàn điện tích, định luật bổ toàn động lượng và định luật bổ toàn năng lượng tuần phần. Cho nên ở đây ta chọn đáp án A. À, câu A, năng lượng liên kết là năng lượng liên kết được tính cho một nucleon. Cái này ta học thêm nghĩa. Như vậy, ở đây câu A là tính cho một nucleon. Câu B tính riêng cho hạt nhân ấy xa. Câu C của một cặp proton và neutron. Câu D của một cặp proton và neutron. Như vậy A, B, C, D là xa. Theo nghĩa ta học là tính cho một nucleon. Đáp án A. Câu 4. Hạt nhân có độ hụt khối còn lớn thì độ hụt khối nhân với C bình. Thế thì ở đây C là không đổi rồi. Như vậy độ hụt khối còn lớn thì năng lượng liên kết của nó sẽ còn lớn. À, câu A người ta để nhỏ, còn nhỏ là xa, hắn phải là còn lớn mới đúng. Như vậy đáp án là B. Còn năng lượng liên kết riêng thì nó còn phụ thuộc vào số khối của hạt nhân đó nữa. Cho nên chưa chắc nó lớn mà cũng chưa chắc nó nhỏ. Nhưng mà chắc chắn độ khối lớn thì năng lượng liên kết còn lớn. Tay xong câu năng. Tia gamma có cùng bản chất với tia nổ sao đây? Thứ nhất tia beta trời. B là tia beta cả. C là tia alpha. D là tia x. Như vậy trong thon thám điện từ ở chương trước các em đại học thì tia gamma nó có bản chất là sóng điện từ. Tia x cũng có bản chất là sóng điện từ. Cho nên tia gamma có cùng bản chất với tia x. Còn có tia còn lại này, các em vừa học không có bản chất là sóng điện từ. Để chọn đáp án D. Câu 6. Giả sử hạt nhân x và hạt nhân y có độ hụt khối bằng nhau và số nucleon của hạt nhân x lớn hơn số nucleon của hạt nhân y thì A, năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. B, hạt nhân x bền vững hơn hạt nhân y. C, hạt nhân y bền vững hơn hạt nhân x. D, năng lượng liên kết của hạt nhân x lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân y. Như vậy bây giờ ta mới có này, độ khối của nó bằng nhau. Như vậy năng lượng liên kết của nó bằng nhau. Trên này không có câu nào nói về năng lượng liên kết. Như vậy ở đây số khối của hạt nhân x nó lớn hơn số khối của hạt nhân y. Như vậy năng lượng liên kết của hạt nhân x chia cho số khối của hạt nhân x nó sẽ nhỏ hơn năng lượng liên kết của hạt nhân y chia cho số khối của hạt nhân y. Như vậy năng lượng liên kết riêng của hạt nhân y nó lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân x. Cho nên hạt nhân y nó bền vững hơn. Như vậy ta chọn đáp án C, hạt nhân y bền vững hơn hạt nhân x. Câu 7. Phát biểu nổ sao ra sao? A, các đồng vị phóng xạ đều không bền. Thì các em đã học hồi nãy là phản ứng hạt nhân kích thích là những hạt nhân không bền tự động phóng ra những bức xạ là alpha, beta và gamma. Cho nên những hạt nhân phóng xạ là những hạt nhân không bền, là câu A đúng. Các nguyên tử mà hạt nhân của nó có cùng số proton nhưng có số neutron khác nhau gọi là đồng vị. Cái này theo định nghĩa là hạt. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số neutron khác nhau. Đúng rồi, nhưng mà nên tính chất hóa học của nó khác nhau là sao? Được chưa? Phía trước là các đồng vị của cùng nguyên tố có số neutron khác nhau là đúng. Nhưng mà ở đây nói thêm với sao là nên có tính chất hóa học khác nhau là nó là sao? Được chưa? Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn vì nó dết nó bài nha, cho nên nó cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. Như vậy ở đây đáp án C là sai. Câu tóm, khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nổ dưới đây là đúng. A, sự phóng xạ là sự phụ thuộc
vô áp suất tác dụng lên bề mặt của chất của khối chất phóng xạ. Các em đã biết đối với phóng xạ là nó không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Nhiệt độ áp suất ở bên ngoài tác động lên dù lớn hay nhỏ nó cũng không ảnh hưởng. Cứ sau khoảng thời gian một chu kỳ thì nó sẽ phóng xạ. Cho nên câu A là câu không đúng. Tiếp theo, chu kỳ phóng xạ của một chất phóng xạ phụ thuộc vào khối lượng. Ở tương tự, dù khối lượng nhỏ hay khối lượng lớn, chu kỳ xa chu kỳ nó cũng phóng xạ. Cho nên câu B cũng ra. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Như vậy ta học ở phần trước các thầy cô đấy nhé. Trong phản ứng hạt nhân mà phóng xạ là luôn luôn là phản ứng tỏa năng lượng. Như vậy câu C là câu đúng. Câu D là sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ như thầy nói hồi nãy, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Cho nên câu D nó cũng sai. Câu 9. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất? A. Tia gamma là sóng điện từ cho nên tốc độ của hắn bằng tốc độ của ánh sáng trong chân không. Tia alpha, tia này phóng ra với tốc độ cỡ bằng 2 × 10^7 m/s. Tia beta trừ 2 beta cả với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. Cho nên ở đây tia alpha là tia có tốc độ nhỏ nhất. Câu 10. Một hạt nhân có khối lượng nghỉ m0, năng lượng nghỉ I0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi hạt chuyển động với tốc độ 0,8 c, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Là như vậy ta vận dụng vào công thức động năng bằng I0 thừa số cho 1 trên k mặt k của 1 trừ v bình trên c bình trừ 1. Như vậy I0 ta đây là ta thế v bằng 0,8 c vào thì ta được kết quả là 2/3 I0. Như vậy ta chọn đáp án C. Bài học đến đây kết thúc. Thầy tạm biệt các em. Chúc các em học tốt và có mùa thi đạt kết quả tốt.